Có chị khách hàng đến bảo em ơi chị vừa đập chân vào cái cửa thế nó bị gãy mất cái móng, vừa đau vừa tiếc em ạ. Em có cách xử lý nào mà cái móng chân của chị nó không bị gãy nữa không? Đó, nếu như bạn nào mà gặp trường hợp mà khách hàng bị như thế này thì các bạn đừng vội cắt móng chân của khách hàng đi nhá. Mình sẽ có cách xử lý để làm sao mà giữ được cái móng chân của khách hàng còn nguyên vẹn và làm sao để khách hàng vẫn chơi được cái móng thật của khách hàng nha. Rồi bây giờ các bạn vệ sinh sạch sẽ đi. Nên mình sẽ nhặt ra sạch sẽ hết tất cả chân của khách hàng xong. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một chút, gọi là mình sử dụng một chút giấy. Mình sử dụng giấy để mình làm sao nối giữa móng của móng khách hàng lại. Để chúng ta khi mà chúng ta làm thì cái móng chân của khách hàng sẽ không bị bung và bị gãy ra nữa. Thì bây giờ bạn lấy giấy cho mình nào. Rồi cắt một chút giấy nào. Cho một tí keo lên đây. Keo nhá. Hoặc là bay cũng được nhá. Rồi chúng ta đặt giấy vào. Đè cái phần giấy xuống, đợi cho cái phần giấy của mình nó khô đi. Đợi phần giấy phần khô, hết cái phần giấy chúng ta cắt xung quanh cái phần giấy đi. Giữ cái lại cái đoạn mấu nối mà chúng ta vừa mới nối xong nhá. Rồi mài cho nó mịn xuống một chút này. Sơn cho cô lên một lớp bay. Hôm lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đắp gel gôm nhá. Đắp gel gôm. Như những video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sử dụng bằng cứng móng này. Hoặc sử dụng bằng gel này. Còn bây giờ thì mình có thể hướng dẫn cho bạn một chút bằng gel gôm này. Đắp cho mình gel gôm làm sao cho nó sẽ hơi có chút cầu như này cho nó xinh nhá. Và hơi sát vào cái phần móng mà chúng ta vừa mới bị gãy, hơi sát vào phần chân luôn. Đó, sau đó thì chúng ta đi hết tất cả đầu mài, đi cho nó mịn cái bề mặt của móng xuống và làm sao để giữ lại cái móng chân của khách hàng. Và mình sẽ tạo cầu một xíu cho nó mọng cái phần móng lên nhá. Đó, như thế này là khách hàng cũng vẫn có thể chơi thoải mái cái móng chân của khách hàng nha.